World Cup nữ 2023, góc tối về những cuộc tranh đấu. Bất chấp những nỗ lực của FIFA trong việc tăng thu nhập cho các đội bóng dự World Cup thì ở mỗi đội bóng tham gia giải vẫn tồn tại các vấn đề riêng, chủ yếu là các mâu thuẫn về tài chính cũng như đối xử với liên đoàn bóng đá nước họ. Tháng 9 năm ngoái, không hài lòng với cách làm việc của huấn luyện viên trưởng Jose Vida, 15 tuyển thủ viết mail cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha RFEF để phàn nàn. Họ dọa sẽ rút khỏi đội tuyển nếu không có thay đổi. Tuy nhiên, RFEF tỏ ra cứng rắn, tuyên bố không cho phép cầu thủ nghi ngờ năng lực và gây sức ép để thay huấn luyện viên lẫn ban huấn luyện. Vida thì tuyên bố ông chưa từng nghĩ đến việc từ chức. Cuối cùng, một số cầu thủ nhượng bộ. Ba trong số những người ký đơn khiếu nại gồm hai cầu thủ thuộc biên chế Barca là Ethan Bonmati và Mariona Cadenti và một người từng chơi cho Man United là Onabato vẫn có tên trong danh sách dự World Cup. Các cầu thủ từng vô địch Champions League trong màu áo Barcelona là Mabillon, Claudia Abina và Sedabadov cũng sẽ không thi đấu ở Australia và New Zealand. Chuyện tương tự xảy ra ở đội tuyển Pháp. Hồi tháng 2, thủ quân Wendy Renard tuyên bố cô có thể rút khỏi World Cup để bảo vệ sức khỏe tinh thần của bản thân. Các cầu thủ lên án phong cách huấn luyện của huấn luyện viên Karine Daoussi, người đã tước băng thủ quân của Renard năm 2017 rồi, trao lại vào năm 2021. Tiền vệ Armenin Henry, người không dự World Cup 2023 do chấn thương cơ, tiết lộ không khí căng thẳng khiến cô và đồng đội khóc trong phòng thay đồ ở World Cup 2019. Tháng 3 năm nay, Daoussi bị sa thải. Huấn luyện viên Hervé Renard, người từng giúp tuyển Nam Arab Saudi đánh bại Argentina ở World Cup 2022, được bổ nhiệm thay thế. Renard và Diani đều có tên trong danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2023. Tuyển Anh thì gặp vấn đề trong việc chia tiền thưởng cho cầu thủ. Mỗi cầu thủ dự World Cup được FIFA trả 30.000 USD. Càng vào sâu, tiền thưởng càng tăng. Thành viên của đội vô địch sẽ bỏ túi 270.000 USD. Bên cạnh đó, FIFA cũng chia cho các liên đoàn 1,56 triệu USD nếu dừng bước ở vòng bảng và 4,29 triệu USD nếu vô địch. Liên đoàn bóng đá Anh FA từ chối chia số tiền thưởng này cho các tuyển thủ, khiến họ bất mãn. Tuyển Anh từng gây tiếng vang khi vô địch Euro 2022, giải đấu họ đăng cai và tạo hiệu ứng truyền thông lớn. Tháng 10 năm ngoái, khán đài 80.000 chỗ của sân Wembley chật kín khi Anh đánh bại Mỹ trong trận giao hữu. Các cầu thủ cho rằng nỗ lực của họ mang lại lợi ích cho FA nên xứng đáng được thưởng. Tháng 9 năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Mỹ thông báo 90% tiền thưởng nhận từ FIFA sẽ được chia cho cầu thủ. Không những vậy, hai đội tuyển nam nữ nước này còn ký thỏa thuận chia đều tiền thưởng. Đồng nghĩa 90% số tiền 13 triệu USD được thưởng nhờ vào thành tích lọt vào vòng 1 tháng 8 World Cup 2022 của tuyển nam được chia đều cho các tuyển thủ nữ. Ngược lại, tiền thưởng từ World Cup nữ 2023 cũng được Mỹ chia đều cho các tuyển thủ nam. Nhiều cầu thủ Anh cho rằng đây là cách làm đúng mà FA cần học hỏi. Vấn đề của Jamaica rồi sẽ có kỳ World Cup thứ hai. Đó là sự cẩu thả của Liên đoàn bóng đá nước nhà trong quá trình chuẩn bị cho World Cup mà các cầu thủ mô tả là dưới mức trung bình. Các trận giao hữu đã bị hủy bỏ do lập kế hoạch kém, tiền bồi dưỡng chưa được thanh toán và các khiếu nại của cầu thủ thì chẳng ai quan tâm. Tình cảnh tệ đến mức mẹ của tiền vệ Havana Sulan phải lập trang web GoFundMe để kiếm tiền cho con. Mình và các đồng đội có đủ chi phí trang trải ở World Cup 2023. Một tổ chức khác là Red Dragon Foundation cũng đang hy vọng quyên góp được 75.000 USD để trao cho các cầu thủ Jamaica trước ngày lên đường. Vấn đề là những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên trong suốt 9 năm qua, trong khi đội tuyển nam Jamaica thì không bị như vậy. Nếu không có sự can thiệp của Cedula Malay, con gái của huyền thoại âm nhạc Bob Malay, thì đội bóng có biệt danh Red Dragon đó thì đã không bao giờ được tham dự World Cup. Cedula Malay là đại sứ bóng đá nữ Jamaica, thông qua ảnh hưởng cá nhân đã vận động tài trợ cho đội từ năm 2014, trong khi không có bất kỳ động thái nào từ Liên đoàn bóng đá Jamaica. Ở Canada, các nữ tuyển thủ đe dọa đình công sau khi cáo buộc liên đoàn bóng đá nước này không hỗ trợ cần thiết. Trước đó, tuyển nữ Canada đã đánh bại kình địch Mỹ ở bán kết trên đường giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020. Vậy nhưng họ gần như không được cải thiện gì về chế độ so với đội tuyển nam. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận lao động của Canada đã treo lơ lửng trên đầu các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.